Rồi ở trong này bài của bạn Phát phải không? Đang làm cái phần này ít thì cũng rất là hay, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng. Hello Hiếu ơi, Hiếu Hải, Hải nhỏ tí em. À, như vậy thì ở đây các bạn thấy là bạn đang dùng cái lệnh if cũng rất là hay, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng thêm một cái lệnh nữa là index. Chúng ta học thêm một cái lệnh và chúng ta có thể sử dụng, ví dụ chúng ta đang có ở đây là index, các bạn sẽ thấy người ta có một cái vùng và ở dòng dòng thứ bao nhiêu, cột thứ bao nhiêu. Ví dụ như mình muốn lấy cái 500 này đi thì mình cho ở đây là vùng, sau đó chúng ta lấy một một enter, nó ra 500. Ví dụ như mình muốn lấy 700, mình muốn lấy 700 thì là ở đây nó có là dòng, dòng trước thì nó là dòng 2. Như vậy thì mình làm sao mà mình lấy nó dựa trên cái thông số này, thước rồi thước bút vở, thước bút vở, rồi mình lấy là nhập hay xuất là ở đây đó. Như vậy thì mình sẽ dùng cái phần dòng này nè. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ copy cái này ra cho các bạn. Ở chỗ này thầy sẽ thay bằng lệnh index. Và cái vùng của chúng ta dò là vùng này. F4 lại. Và chúng ta trả về dòng đầu tiên hay là dòng thứ hai thì dựa vào cái nhập hay là xuất. Nếu như là nhập thì chúng ta trả về dòng 1. Phải không? Bởi vì cái chỉ số dòng trước nè. Đây dòng trước nè. Cho nên nếu như mà trong cái bảng này nè, cái bảng mà chúng ta đang dò nè. Nếu như mà cái mà chúng ta tìm ở đây là nhập thì chúng ta trả về dòng 1, còn xuất thì chúng ta trả về dòng 2. Rồi. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ if. If cái gì? If cái mã mặt hàng này. If cái mã mặt hàng này. Nhưng mà cả cái mã mặt hàng thì mình không thể biết là nhập hay xuất, cho nên mình lấy ký tự cuối thôi. Lấy ký tự cuối. Cho nên chỗ này mình không ấy, mà mình lấy là right. Right của mã. Và một ký tự thì mình không cần phẩy một. Right là đủ. Rồi, nếu như right mà bằng nhập thì trả về dòng 1, còn không trả về dòng 2. Như vậy mình đã có cái phần round. Mình đã có cái dòng rồi, trả về dòng mấy. Ha, nhập là trả về dòng 1, xuất là trả về dòng 2. Như vậy mình đã có được dòng, bởi vì cái index của chúng ta thì nó có 3 ba đối số. Thứ nhất là cái bảng của chúng ta dò. Thứ hai là trả về dòng thứ mấy. Và thứ ba là trả về cột thứ mấy. Như vậy làm sao mình biết nó là cột mấy? À, một là mình lấy ký tự đầu, hai là mình lấy cái tên hàng. Mình dò ở đây. Tên hàng để mình dò. Như vậy mình sẽ kết hợp thêm một hàm nữa mình dò cho nó nhanh. Tại vì nếu mà các bạn dùng if ở đây có 3 giá trị thì các bạn if được. Chứ nếu có 100 giá trị mình không thể if. Vậy mình sẽ dùng thêm một cái hàm nữa là match. Mình lấy cái giá trị ở chỗ này là tên hàng. Phẩy. Mình dò ở đâu? Dò trong cái vùng này. F4 nó lại. Kiểu dò cũng tương tự như VLOOKUP là không, là dò chính xác. Rồi, chúng ta xem thử. 7 5 1 3 3 5. 7 5 1 3 3 5. Và công thức của chúng ta thì nó khác tí xíu. Cái này thầy đã thấy bạn Phát làm rất là ok rồi, nhưng mà thầy sẽ thêm để cho các bạn có được cái trải nghiệm mới, một cái công thức mới. Trong đó nó có hai công thức mới là index và match. Hai công thức mới. Như vậy cái index là gì? Mình hiểu rất là dễ.
Ở đây cái vùng này là vùng hình chữ nhật. Mình muốn xác định một ô bất kỳ, ví dụ như là ô này, thì mình sẽ xem nó là dòng thứ mấy, cột thứ mấy. Mà dòng bao nhiêu, cột bao nhiêu là do cái vùng chúng ta chọn. Nếu mà chúng ta chỉ chọn con số thôi thì đây là dòng 2, cột 2. Còn nếu mà chúng ta chọn nguyên cả cái bảng này luôn cũng được. Nhưng mà đây là dòng 4, cột 3. Tùy cái bảng của chúng ta chọn. Đó là lệnh index. Như vậy thì cái index của chúng ta. Alo nghe. Nó có nhiều lắm các bạn, nhưng mà tại vì các bạn đã biết được cái công thức này rồi thì các bạn học thêm các bạn thấy dễ. Đó, cũng phải nhờ những cái công thức trước đây chứ không phải là mình nói là cái gì mà mới